Hay cái tư bản này tư toán toán mà cái này cơ chứ. Hồi xưa giáo viên dạy chị á, dạ nhà phương xa đó, à, của mình ấy. Nó giỏi lắm, tuổi nhà hạt bèn tuổi chị á, giờ phương xa luôn hồ, ừ, bèn tuổi chị á mà bán online à, không mà hầu như là nó giờ mình thấy nó nghỉ học là có là tìm học đó. Ừ, nó nghỉ học sớm xong cái vui vô trong trong người ta né đau á, đi học muộn học chỗ quen á, học xong cái gì nhà mở tiệm rồi đó, mở tiệm làm bụng vừa cho thuê bây giờ rồi đó, đi trớp á, lòm đét lắm. Xong cái thì cái tuổi ba nhã mà biết rồi, tuổi còn ăn cha còn ba nhã mà. Xong cái không muốn nữa, không muốn làm chủ nữa, cái đi học thêm môn xám, ra ở Đà Nẵng thấy được nè, cái ở luôn, học môn xám sang cái quen bọn bè rồi ngoài đây, vừa đang dạy cho người, không, không, vừa kiểu học được cái kìa, cái bà chủ cho đó, phải giữ lại luôn cái dạ học viên. Dạ thời gian xong cái nghỉ không ăn nữa, nghỉ nghỉ cái gì quê mở tiệm lẹ, ừ. Má mở tiệm lẹ, má tiệm lẹ xong cái mở cho bà để cho chỉ cho bà chị giao bà hạt, rồi sau này mở tiệm bà lồn luôn đó, ừ. Bà không chịu hạt xong cái đóng tiệm tiếp, giờ ra đây ra, ừ. Ra đây lại tìm bán đồ pyjama đồ ngủ đó, hình như chắc bán cũng được, cái này với lộn cũng được, ừ, rồi vẫn cũng có, ví dụ như kêu đi làm sao vẫn đi tới nhà họ lộn, một con vẫn lanh lắm. Bình tĩnh. Siêu gió đã đấy. Đi ở đi tập yoga đó. Bận ngã dạ tối đi tập yoga.
mạc đùi với chứ điện nước nó đỡ đó. Điện nước đỡ đó. Một tuần nữa mà nó chưa cho mở nó hơi mệt quá. Ủa hơi tốt mà chứ nói hê. Da-da. Tự nhiên cái đứng khách này.
có lấy keo đó, có lấy. Ăn chưa mà keo ghê. Chưa ăn à? Ăn ở dưới nó đó, hay cái hàng khách nó chạy lên, xíu quay. Xích keo cậu bay lên quay. Ăn đi. Ba cái. Thôi kêu hôm nay không quay đi. Thế sao kêu hôm nay không quay? Lỡ cái này là câu đợt này không muốn mà không sạch mụn. Cái thăm của ông để nhiều.
16 phút rồi. Thế thì ngon quá. Cái này ăn chi chứ. Mai hình như cà phê cà đồ nó mở rồi nha. Mai ta đi cà phê mới được. Trà sữa không? Định order trà sữa Phúc Long. Thích uống trà sữa nữa. Sữa Phúc Long uống đã lắm, nhưng mà uống mà từ chiều rồi là mạnh nữa kìa, không. Trước khi uống ly trà sữa Phúc Long mà túi gì ngủ không được luôn rồi. Khỏi ngủ luôn rồi, trà sữa Phúc mạnh lắm. Ngủ không được luôn. Cái ly bụng, cái ly kêu vui quá cái ly. Đói quá. Đói là kêu do dậy rồi làm đủ thứ việc á. Được ăn rồi đó. Không bi lên quay chẳng đỡ mất thời gian. Nó lấy ăn xong là không quay được cái. Dịu dịu luôn. Hết lực luôn.